lũ lụt ở vùng Bakken, nhiều người chết, hàng ngàn người phải sơ tán, tin tổng hợp. Lục lội lớn chưa từng có trong hơn một thế kỷ qua tại vùng Bakken làm ít nhất 20 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác phải sơ tán. Các nỗ lực cứu trợ quốc tế đang trên đường đến. Các máy bay vận tải hàng hóa của Nga đã đến Belgrade hôm Chủ nhật để giúp cho công tác cứu hộ tại Serbia, Croatia và Bosnia-Herzegovina. Nhiều người bị mất điện và nguy cơ xảy ra đứt chồi tại một số khu vực đã khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán. Các chuyên gia cảnh báo rằng số người bị thiệt mạng sẽ có thể còn gia tăng trong lúc giới hữu trách chật vật đối phó với ảnh hưởng của lượng mưa lớn trong vài ngày qua, tương đương với lượng mưa của 4 tháng trút xuống khu vực Trung Âu này. Hình ảnh chụp từ máy bay cho thấy là gần 1/3 của Bosnia chìm ngập trong nước lụt, kể cả nhà cửa, đường xá và đường xe lửa. Giới hữu trách cũng khuyến cáo là đứt chồi do nước lũ gây ra đang làm tăng mối nguy xảy ra thương vong do bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh Bosnia hồi thập niên 1990. Binh sĩ đi bằng xe lội nước được phái đến thành phố Obrenovac của Serbia hôm thứ Sáu để giúp cứu hộ cho hàng trăm người lánh nạn trong một trường tiểu học. Nhà máy điện lớn nhất của Serbia nằm ở thành phố này. Giới hữu trách cảnh báo rằng là nhà máy điện bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến việc mất điện trên cả nước.